tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ban tổ chức nói gì khi quyết định không ai xứng đáng để trao giải Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020? Không trao giải Hoa khôi trong đêm chung kết khiến ban tổ chức Miss Tourism Việt Nam 2020 đối diện với nhiều chỉ trích. Chung kết Miss Tourism Việt Nam 2020 Hoa khôi du lịch Việt Nam khép lại với kết quả gây tranh cãi. Khán giả bất ngờ khi MC công bố Miss Tourism Việt Nam 2020 không có Hoa khôi, chỉ trao danh hiệu Á khôi 1 và Á khôi 2. Đây là điều hy hữu chưa từng xảy ra ở một cuộc thi nhan sắc. Đa số khán giả cho rằng kịch bản chương trình được xây dựng vô duyên như một trò hề trên sóng truyền hình. Nếu không trao giải Hoa khôi, ban tổ chức nên công bố sớm, thay vì để ba cô gái đứng nắm tay nhau và hồi hộp chờ đợi kết quả. Chưa kể, trong khoảng thời gian chờ, hai MC liên tục nói về Vương Miện và Tân Hoa Khôi. MC Anh Duy chia sẻ, thật sự rất khó để tìm ra ngôi vị cao nhất trong đêm nay. Theo quý vị, ai sẽ là Tân Hoa Khôi du lịch Việt Nam 2020? Trả lời về những tranh cãi trong đêm chung kết, bà Nguyễn Lê Lâm Ngân, phó ban tổ chức cuộc thi, thành viên ban giám khảo nói, Tân Hoa Khôi ngoài sắc vóc, kỹ năng trình diễn, cần phải đảm đương được trọng trách quảng bá du lịch Việt Nam. Hội đồng giám khảo nhận thấy, hai bạn Á Khôi đều chưa đủ khả năng đảm đương trọng trách này. Bà tin quyết định này có thể gây bất ngờ, nhưng mong mọi người ủng hộ. Bà khẳng định đây là quyết định chung, được sự đồng thuận của tập thể. Trước câu hỏi ban tổ chức không trao giải Hoa khôi nhằm gây chú ý, bà Lâm Ngân nói, đây là quyết định mang tính lịch sử, cho thấy sự công tâm trong quyết định của dàn giám khảo. Top 30 thí sinh vào chung kết, hội đồng giám khảo đánh giá không có bạn nào phù hợp với danh hiệu Hoa khôi. Chất lượng thí sinh năm nay không quá thấp, nhưng cũng chưa đáp ứng đủ tiêu chí từ ban giám khảo. Chúng tôi không thể trao danh hiệu cho người không xứng đáng. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, đây là quyết định của ban giám khảo Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 và họ phải chịu trách nhiệm cao nhất. Cục chỉ xử lý khi có những sai phạm xảy ra trong quá trình thi. Ông Dương cho rằng, việc không trao giải Hoa khôi cũng là điều bình thường khi ban giám khảo chưa tìm được người xứng đáng. Theo ông, cuộc thi nhan sắc cũng như các giải thưởng nghệ thuật khác, khi có người xứng đáng thì trao giải nhất, không thể trao danh hiệu cho người không xứng đáng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.